À, xin chào tất cả mọi người. À, chào mừng mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây của mình. À, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái vườn sung Mỹ của nhà mình. Hiện tại thì vườn sung Mỹ của nhà mình đang trồng tại địa chỉ xóm 4B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An mọi người nhé. À, đây là vườn sung, một cái dòng sung rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là cái dòng sung Brown Turkey, tức nó là sung nâu của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi chín thì quả nó rất là ngọt. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem này. Đấy, đây là cái vườn ở nhà mình. Hiện tại cái vườn này mình đang trồng khoảng 500 gốc sung này. Và đây là cái vườn mà mình đã trồng được khoảng hơn 7 tháng mọi người nhé. Tính chính xác thì nó chưa được 8 tháng nhưng mà đã cho quả rất là nhiều. Và cái cây ban đầu của nó trồng từ những cái cành chiết các bạn nhé. Đấy. Sau 8 tháng trồng thì nó đã bắt đầu chín cái lứa quả đầu tiên rồi đấy. Hiện tại thì nó cũng đang một số, nó đang ra quả bói rất là nhiều rồi đấy. Đoàn này quả rất là nhiều đấy, mọi người có thể thấy ở đây, bên đây là những cái cây này nó khoảng gần 8 tháng thôi nhưng mà quả nó đang rất là nhiều, nó sai từ gốc luôn đấy. Và nó hiện tại thì nó có những cái gốc gốc hiện tại nó đang phát triển rất là lớn này ở đây đấy mọi người nhé. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem đó, cái quả của nó chín xem nó thế nào. Đấy thì ở đây là nó có một cái quả nó bị chín sớm này. Quả này là xem như là quả nó bị hỏng. Đây, quả này thì nó bị rám nắng ở đây, nó bị hỏng mất một bên ở đây. Mình sẽ tìm một cái quả chín mà nó còn nguyên vẹn mọi người nhé. Đấy. Tại vườn này thì nó rất là rầm. Đấy, hiện tại những cái cây ở đây nó rất là rầm luôn. Toàn bộ đây thì ở giữa này thì mình đều sử dụng trấu mọi người nhé, trấu này, rơm rạ để mình trồng. Đấy. Đây các bạn này. Đây là một cái quả của nó. Đấy, quả mọi người nhé. Cái quả này thì nó đang chín héo đó. Khác với những giống sung khác thì cái sung này khi chín quả nó rất là ngọt, nhiều mật mọi người nhé. Đây mình sẽ dẫn mọi người xem ở đây. À đây rồi, phát hiện ra ở đây quả chín rất là đẹp đấy mọi người nhé. Quả nó chín là phải thế này mọi người này, các bạn thấy có những con kiến ở đây chưa đấy. Đây mình sẽ bóc cái quả này ra. Thì khác với những cây sung chỗ khác thì người ta trồng trong môi trường nhà lưới, còn ở đây cây sung mình thì mình trồng trực tiếp ở ngoài. Đây quả này đấy, mật nó chín rất là nhiều và kiến nó vào trong này nó ăn cái mật này mọi người nhé. Đây, mình sẽ hái quả khác ở trên cây đây đấy mọi người này. Đấy những cái quả nó phải như thế này, trông nó chín và rất là ngon. Đấy, những quả chín của nó thế này này. Đây, không. Mình sẽ tranh thủ luôn. Mình hái những quả chín này cho mọi người xem. Đấy mọi người này. Đấy. Đây, các bạn thấy nhé, quả nó rất là nhiều. Đấy, tất cả đều là quả mọi người nhé. Đây. Đây, nó bắt đầu nó chín ở đây mọi người. Mình sẽ hái. Đấy. Trông rất là ngon. Quả này nữa. Đấy, quả này. Lát nữa mình sẽ hái. Đây các bạn này, các bạn thấy quả nó chưa, rất là sai. Đây thì clip của mình hôm nay chỉ chia sẻ tới đây thôi mọi người nhé. Nếu mà mọi người cần mua cái cây giống, đặc biệt là cái cành chiết của cây này, thì hiện tại mình đang có bán cái cành chiết của sung Brown Turkey này, thì mọi người có thể liên hệ với mình theo số điện thoại
0377 nhé, 841339. Mình tên là Thiền đấy, ở cái farm Xuân Mỹ ở Nghĩa Mai, Nghệ Đan, Nghệ An. Đấy, thì bạn có thể liên hệ với mình. Đây là cái dòng sung thương phẩm rất là nổi tiếng và quả rất là ngon. Đây, mình sẽ bóc một quả ra xem thế nào. Đấy, mọi người nhé. Còn thấy chưa? Mật của nó rất là nhiều. Như thế này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người có thể liên hệ theo trang Facebook Vườn Sung Mỹ, hoặc vào nhóm xóm Sung Mỹ miền núi nhé. Hoặc là có thể liên hệ qua Zalo 0377 841. Và có thể là truy cập kênh YouTube Kỹ thuật ghép cây. Cảm ơn tất cả mọi người nha.